Xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Việt chở xe ô tô 362 thống nhất. Thì hôm nay bên em vừa mới về một mẫu xe mới ở đây. Đây là chiếc xe Toyota Fortuner được sản xuất vào năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc Indo anh chị ha. Thì bây giờ em sẽ đi xung quanh một vòng xe để mà anh chị có thể cùng với em mình đánh giá được cái tình trạng cũng như là sơn si của con xe này nó còn nhiều hay không, và xe này nó đã được trang bị những cái gì rồi ha. Đó, như anh chị cũng có thể thấy đây là một con xe với tông màu màu bạc anh chị ha, màu bạc. Đó, nước sơn cũng còn rất là lừng lại, rất là đẹp luôn nè. Lớp này thì mình vừa mới được thay vào tuần thứ 37 của năm 2022 thì, và lớp xe cũng còn rất là dày luôn, anh chị có thể thấy qua màn ảnh của em ha. Và đây là phía bên trong lồng bè của xe anh chị. Đó, không có bất kỳ cái dấu hiệu của sự đâm va hoặc là tai nạn hết luôn anh chị nha. Xe là còn nguyên zin nguyên bản. Và ở trên nóc xe thì mình có phần ba gam mui nè, cũng như là có vẹt che mưa, rồi là có cả ốp xe nắm cửa và có bệ bước chân. Thì mình có một cái thanh ốp nhôm xung quanh nè anh chị. Đó, và bây giờ em sẽ mở cái cửa cho anh chị xem tất cả cái đường cụm chỉ của chúng ta thì là cũng còn nguyên zin nguyên bản hết, không bị mất bất kỳ một phần nào, và xe bên em thì sẽ đảm bảo cho anh chị chất lượng cực kỳ tốt nha. Đó, và đây là phần tắp bi tắp ly cửa, ở đây có một cái cửa kính lên xuống ô tô một chạm, và nội thất của chúng ta cũng là nội thất da màu nâu. Ngoài ra thì xe này có gương gập tự động, gương chỉnh điện luôn anh chị nha. Đó, và nội thất là ghế da màu nâu khá là đẹp nè. Đó, ghế cũng còn rất là mới. Hay, anh chị hãy xem mút còn khá là căng. Đây thì anh chị cùng với em mình xem cái phần đây là cái phần ốc ở thanh điều chỉnh ghế này anh chị, còn nguyên và còn rất là mới, nó không có bị cái hiện trạng như là ngập nước rồi đâu ha. Và trong này là phần nỉ nè, cũng như là cái trục vô lăng nó không bị rỉ sét gì hết. Đây này nha, đây là cái keo chỉ ở hàng ghế phía thứ hai lên chị, hàng ghế sau còn nguyên zin nguyên bản, chưa mất bất kỳ một phần nào. Và nội thất ở phía bên trong thì cũng cực kỳ là sạch sẽ và cũng rất là mới thôi. Và xe Fortuner thì em đã quay rất là nhiều rồi, cho nên anh chị có thể biết con này là bản 2.4 số tự động, số sàn máy dầu anh chị nha, số sàn máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về, sản xuất 2018. Đó, 2018 đến nay, nhưng mà chiếc xe này cũng còn tình trạng rất là tốt và rất là mới. Anh chị nào mà mua về sử dụng hoặc là đi dịch vụ đều được hết nha. Và xe này thì mức tiêu thụ cái trong đô thị là 8,7 lít và ngoài đô thị là 6,2 lít nè. Đó, đây là cái phần đuôi của cái chiếc xe này đây anh chị, nhìn cũng rất là to và rất là hầm hố luôn. Xe này thì mình được dán cái lọc phim cách nhiệt là ép phim toàn thân xe. Ngoài ra đuôi xe của mình thì có cái phần như là camera lùi nè, và cũng đã có luôn cả cảm biến gieo luôn rồi nè anh chị. Đây là phía bên trong nội thất của em Fortuner 2018 này. Mình có một cái hành lý, và nội thất thì phải nói rằng là bao rộng rãi luôn. Xe này thì ba hàng ghế, đây tất cả các cái dụng cụ để mà thay lớp dự phòng là cũng còn nguyên bản anh chị ha. Ốc ác ở nắp capo ở đuôi xe đây anh chị, đó nguyên viên, và tất cả các cái keo chỉ cũng như là đinh bấm này chưa mất bất kỳ một phần nào luôn anh chị ha. Ở dưới gầm xe thì mình có bốn cái vè chắn bùn rồi nè, và xung quanh xe thì là khung gầm xe cũng còn khá là đẹp. Tuy nhiên thì lớp sơ cua của chúng ta đã hạ rồi. Đó, xe thì không có dấu hiệu và hiện trạng của sự đâm va hoặc là bất kỳ một cái hiện trạng nào luôn anh chị ha. Khung gầm taxi cũng còn rất là mới và rất là đẹp đây, bồ bô ống bô mà không bị oxy hóa hoặc là bất cứ cái không bị oxy hóa hoặc là bất cứ cái rỉ sét nào luôn này nha cả nhà nha. Đó, anh chị có thể thấy ha, còn cái tem và cái sơn của nhà máy rồi luôn nè. Đây là ốc ở nắp capo và tất cả cái xung quanh như là keo chỉ là anh chị có thể thấy không, keo chỉ và cái lỗ bấm, cái đinh bấm và cái lỗ hấp thụ xung lực của nhà máy đó, nó còn là nguyên zin toàn bộ luôn anh chị. Từ cả cái phần tem đây ha,
Và đây là phía bên trong lồng về của xe cũng như là thân xe. Đó, tất cả các cái tình trạng gần như là hoàn hảo rồi cả nhà, không bị đâm va hoặc là bất kỳ một cái trường hợp nào mà nặng ảnh hưởng tới kết cấu khung xe cũng như là động cơ máy móc. Động cơ máy móc thì khá là sạch sẽ như là trên video anh chị thấy ha, không có bị thứ nhất là oxy hóa nè, thứ hai là rò rỉ nhớt, oxy dầu rồi nè. Đó. Đây. Tất cả các cái dấu sơn kiểm tra lục xiết và dấu sơn đánh dấu của nhà máy cũng còn hiện lên rất rõ. Đây là tấm thông tin xe đây anh chị có thể thấy nè, nhập khẩu Indo về nè. Đây, và bây giờ em sẽ mở cái đồng hồ lên cho anh chị xem. Đó. Thì tất nhiên rồi, đồng hồ không báo bất kỳ một cái lỗi gì cần phải khắc phục. Và cũng như là xe này thì đã đi đâu đó 75.000 km. Đó, đâm cửa lại 76.000 km anh chị ha. Đó, và xe dán phim cách nhiệt toàn thân xe. Ngoài ra thì mình cũng có bọc vô lăng. Ở trong này thì mình có một cái màn hình DVD nè, có thể kết nối với lại Android hoặc là USB đồ đều được ha. Đó. Và ngoài ra thì mình cũng có tích hợp Việt Map ở trên luôn rồi. Đó, Việt Map có cảnh báo tốc độ rồi luôn. Và màn hình Android này thì có kết nối được với lại camera lùi ở phía đằng sau. Này. Và ngoài ra thì vô lăng mình cũng có tích hợp với lại cái phím tăng giảm lượng nè, rồi là lấy chuyển bài ha. Và xe này thì có hai chế độ lái là Eco và Power rồi. Và hiện tại thì bên em đang chào bán con xe này với mức giá là 780 triệu anh chị nha, 780 triệu cho một em Fortuner được sản xuất vào năm 2018, số tự động ở số sàn máy dầu anh chị, số sàn máy dầu. Và xe này thì là pháp lý cá nhân một đời chủ anh chị nha, biển số tại Sài Gòn. Nếu như mà anh chị nào quan tâm tới mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số hotline là 09 234 66979, và xe bên em thì sẽ bao quay đầu, bao tách hãng cũng như là có phiếu xác nhận chất lượng xe cho mình, có hỗ trợ vay ngân hàng và có nhận trao đổi thu mua xe cũ luôn với một mức giá cực kỳ tốt rồi ha. Đó. Rồi thì chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.